Vài ngày nay, người dân khi đi qua góc Hồ Tây, đoạn phố Nguyễn Đình Thi, Trích Xài đều cảm nhận được mùi hôi thối từ cá chết dạt vào bờ. Lượng cá chết khá nhiều, chủ yếu là các loại cá to, có con nặng đến vài kg. Theo hướng gió, cá chết nổi lên trôi dạt tập trung về phía bờ kè lề phố Nguyễn Đình Thi, Trích Xài. Trước đó vào các năm 2016 và 2018 cũng đã từng xảy ra đợt cá chết rất nghiêm trọng tại đây. Cá chết nổi váng trên mặt nước khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết hiện tượng cá chết được ghi nhận từ khoảng đầu tháng 10. Công ty đang chỉ đạo xí nghiệp thoát nước số 1 tổ chức thu vớt cá chết để xử lý theo quy định, tránh ảnh hưởng đến môi trường. Đây là hiện tượng bình thường khi thời tiết thay đổi từ mưa sang nắng hoặc có thể là do người dân thả phóng sinh nên cá chưa thích nghi được với môi trường sống mới.